Dan Dujen, dàn nam thần SEA Games 32 của đoàn thể thao Việt Nam. Đinh Phương Thành vừa đẹp trai lại đa tài, khiến ai cũng phải mê. Hotboy 9X Quảng Trọng Nghĩa dứt điểm đẹp mắt. Lại là pha bóng tăng điểm trực tiếp của Quảng Trọng Nghĩa. Đinh Phương Thành. Trong tháng 5 năm 2023, người hâm mộ thể thao nước nhà vô cùng phấn khích trước màn thể hiện của các vận động viên Việt Nam tại SEA Games 32. Với những ai yêu thích bộ môn thể dục dụng cụ, chắc chắn không còn xa lạ với cái tên Đinh Phương Thành. Tại SEA Games 32, anh chàng đã xuất sắc giành huy chương vàng ở nội dung xà đơn, vượt qua hai đối thủ nặng ký người Indonesia và Malaysia với tổng số điểm 13.500. Với tấm huy chương vàng này, nam vận động viên đã chính thức ghi tên mình vào kỷ lục giành huy chương vàng liên tiếp ở 5 kỳ SEA Games. Nhờ luyện tập thể thao khi còn nhỏ nên chàng trai sinh năm 1995 sở hữu thân hình cực phẩm, anh có cơ bắp cuồn cuộn, bụng 6 múi, được ví như tượng thạc. Phương Thành được khán giả bắt đầu chú ý kể từ năm 2019 khi lập cú đúp huy chương vàng cho thể dục dụng cụ Việt Nam ở SEA Games 30. Quảng Trọng Nghĩa. Nhắc đến một trong các mỹ nam bóng chuyền của nước ta, không thể không kể đến anh chàng Quảng Trọng Nghĩa. Sở hữu chiều cao nổi bật 1m90, nam vận động viên đã gây bão SEA Games 31 đến nay. Được biết anh chàng sinh năm 1997 đến từ Phú Thọ và là vận động viên bóng chuyền của đội tuyển bóng chuyền nam quốc gia Việt Nam. Tại SEA Games 32, chàng trai xuất phát chính trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Nhờ những pha phát bóng đầy uy lực cùng những tình huống dứt điểm đẹp mắt, Hotboy 9X đã góp công rất lớn cho chiến thắng của tuyển Việt Nam trước đối thủ Thái Lan. Khán giả cũng đánh giá Trọng Nghĩa đã thi đấu tốt và lên tay hơn nhiều so với thời gian trước. Anh chàng cũng được người hâm mộ dành tặng cơn mưa lời khen khi có hành động đẹp với đối thủ. Cụ thể, trong một pha bóng ghi điểm cho đội nhà, nam vận động viên đã đập bóng trúng người của đối thủ. Sau đó anh chàng đã lập tức giơ tay lên ra hiệu như một lời xin lỗi. Nhờ sở hữu ngoại hình nổi bật, Quảng Trọng Nghĩa còn được lựa chọn là một trong hai vận động viên bóng chuyền làm mẫu ảnh quảng bá cho bộ sưu tập trang phục của đoàn thể thao Việt Nam sẽ mặc tại SEA Games 32. Trần Nhật Hoàng. Các vận động viên điền kinh luôn khiến người hâm mộ phải xuýt xoa bởi ngoại hình cực phẩm của mình. Trước khi lên đường sang Campuchia tham dự SEA Games 32, các nam thần điền kinh đã có dịp tập luyện tại sân vận động Mỹ Đình. Ở đây, các vận động viên đã gây bão khi có màn khoe body 6 múi với visual nổi bần bật, và trong đó có Trần Nhật Hoàng được người hâm mộ chú ý nhiều nhất. Anh chàng sở hữu gương mặt cực kỳ góc cạnh nam tính. Tại SEA Games 32 năm 2023, hành động của nam vận động viên trước khi thi đấu cũng khiến nhiều người nhớ lại hình ảnh đẹp của đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á ở Thường Châu năm 2018. Cụ thể, ở nội dung 4x400m tiếp sức nam nữ của môn điền kinh diễn ra dưới trời mưa, trước khi bắt đầu thi đấu, anh chàng đã dành ra khoảng 30 giây để gạt nước khỏi vị trí xuất phát. Hình ảnh này khiến người hâm mộ nhớ tới khoảnh khắc cầu thủ U23 Việt Nam gạt tuyết quanh quả bóng để Quang Hải thực hiện cú sút phạt. Ở nội dung này, Trần Nhật Hoàng cũng xuất sắc cùng các đồng đội của mình giành huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Hoàng Quý Phước. Hoàng Quý Phước được đánh giá là kình ngư giàu kinh nghiệm nhất của đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 32. Anh chàng đã từng tham gia 7 kỳ SEA Games liên tiếp, đồng thời cũng giành được nhiều thành tích nổi bật. Lần đầu tiên tham dự SEA Games 25 tại Lào, chàng trai sinh năm 1993 đã mang về cho đội tuyển Việt Nam 8 huy chương đồng ở cự ly 100m bơi bướm. Không chỉ tạo ấn tượng nhờ thành tích xuất sắc, Hoàng Quý Phước còn khiến fan hâm mộ suýt xoa bởi ngoại hình điển trai cùng nụ cười tỏa nắng. Nam vận động viên sở hữu chiều cao 1m82 cùng sải tay dài, cơ thể săn chắc. Nhờ đó mà anh chàng còn được mệnh danh là trái cá sông Hàn, sinh ra để dành cho bơi lội. Ở nội dung 4x200 đồng đội tại SEA Games 32, Hoàng Quý Phước đã cùng các đồng đội của mình có màn loại ngược dòng ngoạn mục khi từ vị trí thứ 6 vươn lên thứ 4, thứ 3 và cuối cùng là về nhất, giành huy chương vàng đồng đội, mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam. Tính tới ngày 13 tháng 5 năm 2023, đoàn thể thao Việt Nam đã giành tổng cộng 76 huy chương vàng, 69 huy chương bạc và 833 huy chương đồng, tiếp tục giữ ngôi vị đầu bảng. Bên cạnh các màn trình diễn bùng nổ, người hâm mộ còn mãn nhãn với dàn nam thần SEA Games của đoàn thể thao Việt Nam.